Trong trận lượt về tứ kết cúp nhà vua Tây Ban Nha, Barcelona chơi tại sân nhà và tung ra đội hình mạnh nhất trong trận derby Catalonia với Espanyol. Với việc để thua 0-1 ở trận lượt đi, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của Ernesto Valverde đã đẩy cao tốc độ trận đấu và chỉ cần 9 phút, Lionel Messi chăm bóng cho Alex Vidal thoát xuống, hậu vệ mang áo số 22 lật cánh chuẩn xác giúp Luis Suarez khai thông bế tắc trận đấu. Đến phút 25, Barca nới rộng cách biệt bằng một pha solo quen thuộc mang đúng thương hiệu Empunga. Bước sang hiệp 2, Barca đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, không vì thế mà họ ngưng uy hiếp khung thành của Espanyol. Phút 68, bom tấn Philip Coutinho vào sân trong sự reo hò không ngớt từ các khán đài Camp Nou. Barca kiểm soát hoàn toàn trận đấu cho đến khi kết thúc. Trong đó, còn có một tình huống bóng đập cột dọc sau pha đánh đầu của Messi. Cuối cùng, Barca ghi tên của mình vào bán kết với tổng tỷ số 2-1. Jose Mourinho đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Manchester United đến năm 2020 cùng với điều khoản gia hạn thêm một năm tiếp theo. Giám đốc điều hành Ed Woodward cho biết, Jose đã đạt được rất nhiều thành công cùng với Man United và tôi rất mừng khi ông ấy đồng ý cam kết với câu lạc bộ đến năm 2020. Hiệu suất làm việc và sự chuyên nghiệp của ông ấy thật đặc biệt. Jose Mourinho đã mang đến nguồn năng lượng và ý nghĩa thật sự cho câu lạc bộ trong mỗi việc ông ta làm. Tôi chắc chắn ông sẽ mang đến nhiều kết quả tuyệt vời hơn cho đội bóng và các cổ động viên trong tương lai. Về phần huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, ông không thể che giấu niềm hạnh phúc của mình. Tôi thật sự vinh dự và tự hào khi trở thành huấn luyện viên của Man United cho đến năm 2020. Xin chân thành cảm ơn chủ sở hữu ngài Ed Woodward đã công nhận những nỗ lực và cống hiến của tôi. Tôi rất vui khi nhận được sự tin tưởng. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ. Theo nguồn tin uy tín từ Sky Sports, tiền vệ Inter Milan João Mário đã đến London để tiến hành kiểm tra y tế trước khi chính thức khoác lên mình chiếc áo của West Ham. Đây chỉ là hợp đồng cho mượn đến cuối mùa nhưng kèm theo điều khoản mua đứt với giá 26 triệu bảng. João Mário năm nay 25 tuổi chuyển đến Inter Milan từ Sporting Lisbon vào năm 2016 sau khi giúp đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha vô địch Euro tại sân Giuseppe Meazza mùa giải trước. Anh là nhân vật không thể thay thế ở khu trung tuyến. Nhưng khi Luciano Spalletti lên dẫn dắt Inter, Mario đã không còn cơ hội thể hiện mình. Anh buộc phải tìm đường tháo chạy khỏi Inter khi World Cup 2018 đang tới gần. Khả năng cao João Mário sẽ đá trận ra mắt West Ham vào ngày thứ ba tới trong trận derby London gặp Crystal Palace. Tờ Tutto Mercato xác nhận Napoli đã đạt được điều khoản cá nhân với tiền vệ Amin Younes, người chỉ còn hợp đồng đến hết mùa giải với Ajax. Napoli đang rất sốt sắng trong thương vụ này. Nhiều tờ báo khác tại Italia cũng xác nhận câu lạc bộ đang dẫn đầu Serie A đã đồng ý với mức giá 5 triệu euro mà Ajax đưa ra để sở hữu Amin Younes ngay trong tháng Giêng. Napoli sẽ trả trước cho Ajax 4 triệu euro, kèm thêm 1 triệu tùy thuộc vào thành tích. Nếu đến đội bóng miền Nam nước ấy, tiền vệ 24 tuổi người Đức sẽ nhận mức lương 1,5 triệu euro mỗi mùa. Nếu không có gì thay đổi, Younes sẽ đến Napoli kiểm tra y tế ngay trong tuần này. Huấn luyện viên Pep Guardiola rất muốn có sự phục vụ của Antoine Griezmann ngay trong mùa hè tới. Tuy nhiên, Man City lại vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ Atletico Madrid. Theo đó, Aguero sẽ được cân nhắc để ra đi theo chiều ngược lại. Ban lãnh đạo Atletico khá hứng thú trong việc kết hợp Diego Costa và Aguero trên hàng công. Trong quá khứ, chân sút người Argentina từng thi đấu rất thành công cho Atletico. Sau 230 trận đấu, Ancun đã có được 100 bàn thắng. Anh đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City với hơn 178 bàn. Về phía Antoine Griezmann, tiền đạo người Pháp được cả Man United và Man City theo đuổi. Mùa này, anh đã có được 10 bàn thắng. Được biết, siêu sao người Pháp có mức phí phá vỡ hợp đồng chỉ rơi vào khoảng 88 triệu bảng từ giờ cho đến cuối mùa, một mức giá khá nhẹ nhàng. Hôm qua, trung vệ trẻ Alassane Toangebe đã chính thức gia nhập Aston Villa từ Manchester United theo dạng cho mượn từ nay đến hết mùa giải. Toangebe sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của Villa. Đội bóng đang có phong độ phập phù ở mùa giải năm nay. Cầu thủ trẻ chỉ muốn được ra sân nhiều hơn dù chỉ là sân chơi Championship vì ở Old Trafford, anh gần như không thể cạnh tranh lại với các đàn anh như Smalling, Phil Jones, Lindelof hay Rojo. Đây cũng là cơ hội tốt để anh tích lũy thêm kinh nghiệm, nhất là được sát cánh bên cạnh huyền thoại John Terry. Chiều nay vào lúc 15 giờ, nếu không có gì thay đổi, U23 Qatar sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Felix Sanchez thừa nhận ông vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại của các học trò ở trận bán kết. Qatar không được góp mặt ở trận chung kết, dù chưa thua trận nào. Chúng tôi thắng 4 trận và hòa 1 trận sau 120 phút, điều đó thật khó chấp nhận. Huấn luyện viên này cũng thừa nhận chiến thắng của U23 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng và hơn 120 phút ngạt thở đã khiến các học trò của ông hao tổn về tinh thần lẫn thể lực. Thậm chí huấn luyện viên Felix Sanchez còn không có ý định muốn đá trận tranh hạng 3.
Thời tiết tại Thường Châu, Giang Tô lúc này khá cực đoan, âm 5 độ C và trời mưa tuyết phủ trắng xóa mặt sân. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến lịch thi đấu của hai trận trên hạng 3 và trận chung kết vào lúc 3 giờ chiều mai. Và hôm nay, ban tổ chức sẽ nhóm họp để đưa ra quyết định cuối về việc có để trận chung kết diễn ra như kế hoạch ban đầu vào chiều 27 tháng 1 hay không. Trọng tài sẽ cầm coi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ là ông Manning, Trung Quốc, một trọng tài đã nhiều lần sửa ép Việt Nam trong quá khứ, lần gần nhất là tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014, khi ông Manning cùng các cộng sự đã có nhiều tình huống xử lý thiên vị và có phần cảm tính cho đội chủ nhà Malaysia, dù Việt Nam giành thắng lợi 2-1. Mặc cho nhiệt độ ngoài trời lúc này là dưới 0 độ C và tuyết phủ kín mặt sân, các cầu thủ U23 Uzbekistan vẫn ra sân rèn chiến thuật. Thực tế, khí hậu tại Trung Quốc không có quá nhiều khác biệt so với Uzbekistan, nên các cầu thủ của họ sẽ không bị ảnh hưởng về sức khỏe. U23 Uzbekistan cũng muốn tận dụng tối đa thời gian này để rèn quân và có thể thích nghi tốt với mặt sân. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cho các cầu thủ của mình tập luyện trong nhà. Vì U23 Việt Nam vẫn chưa quen với việc tập trên mặt sân nhiều tuyết, buổi tập kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, đủ để các cầu thủ giải phóng sức y, hồi phục thể lực để hướng tới trận chung kết.